tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Vụ việc nhiều khách hàng tố bị mất hàng chục tỷ đồng gửi tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam có tên viết tắt là MSB, luật sư Trần Tuấn Anh, giám đốc công ty Luật Minh Bạch, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết trong trường hợp các khách hàng chứng minh được họ đã nộp tiền vào msb thì lúc này khách hàng là người liên quan trong khi đó cán bộ ngân hàng dùng thủ đoạn gian dối để rút tiền của khách thì ngân hàng msb là bị hại của người này cán bộ này phải có nghĩa vụ bồi hoàn cho ngân hàng msb và msb có trách nhiệm trả lại số tiền đó cho khách hàng theo đó ông tuấn anh cho rằng những khách hàng bị hại liên quan đến msb vẫn có cơ hội lấy lại tiền trong vụ việc này, nếu cơ quan điều tra xác định cán bộ MSB lừa ngân hàng để rút tiền trong tài khoản của khách gửi tại đây thì MSB với vai trò bị hại có quyền yêu cầu người này hoàn lại số tiền đã lừa đảo. Đồng thời, ngân hàng có trách nhiệm trả lại số tiền cho khách vì ngân hàng đã hạch toán số tiền mà khách hàng gửi vào tài khoản. Còn việc cán bộ vi phạm khi nào có tiền trả lại cho ngân hàng thì khách không cần quan tâm. Luật sư Tuấn Anh phân tích thêm, nếu trong trường hợp cơ quan an ninh điều tra xác định người bị mất tiền là bị hại của cán bộ ngân hàng, thì cán bộ này phải có trách nhiệm hoàn trả lại số tiền cho khách hàng. Do đó, xác định vai trò của bị hại hai người liên quan rất quan trọng trong việc ai là người trả lại tiền. Cùng quan điểm, một luật sư khác cho biết, theo quy định tại điểm G khoản 2, Tổ chức Cung ứng Dịch vụ Thanh toán có nghĩa vụ, Điều 6, Quyền và Nghĩa vụ của Tổ chức Cung ứng Dịch vụ Thanh toán, thông tư số 15 ngày 28 tháng 12 năm 2020 quy định, Tổ chức cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm về những thiệt hại do sai sót hoặc bị lợi dụng lừa đảo trên tài khoản của khách hàng do lỗi của mình. Các khách hàng ký hợp đồng mở tài khoản thanh toán và được ngân hàng MSB cấp mã số tài khoản thanh toán. Sau mỗi lần gửi tiền vào tài khoản đều được các cán bộ lãnh đạo của ngân hàng này ký xác nhận thông tin, đóng dấu của ngân hàng. Từ đó có thể xác định, giao dịch gửi và chuyển tiền vào tài khoản mở tại MSB của khách hàng là giao dịch tiền tệ giữa khách hàng với ngân hàng nên không phải là giao dịch cá nhân với cá nhân. Vì thế, nếu xảy ra rủi ro nào liên quan đến việc gửi tiền vào tài khoản ngân hàng này thì trách nhiệm đó có liên quan tới MSB. Theo các luật sư, khách hàng của MSB có thể là bị hại của một vụ án hình sự, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra sẽ xác định ai là bị hại trong vụ án, ngân hàng hay khách hàng và sẽ có những cách trả lại tiền khác nhau. Theo luật sư Trần Tuấn Anh, vấn đề quan trọng nhất là các bị hại cần phải phối hợp với cơ quan điều tra để thống kê thiệt hại sau khi hoàn tất thống kê việc có lấy lại được tiền hay không và trong bao lâu phụ thuộc rất lớn vào thiện trí năng lực tài chính của người gây ra thiệt hại ông phân tích đặt giả thuyết số tiền được chiếm dụng để đầu tư và sinh ra rất nhiều tiền đồng thời người gây ra thiệt hại cũng có thiện trí thì việc hoàn trả khắc phục hậu quả cho những người bị hại sẽ rất nhanh chóng trong giai đoạn điều tra vẫn có thể hoàn lại tiền nhưng nếu người này không đủ tiềm lực kinh tế hoặc không nỗ lực hoàn trả thì quá trình thi hành án lấy lại tiền rất khó khăn và mất thời gian Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế xã hội quý 1 năm 2024 do Phó trưởng Ban Thường trực tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học chủ trì họp báo. Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã có thông tin về việc khách hàng mất tiền tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam MSB. Cho biết, ngày 10 tháng 10 năm 2023, Cơ quan An ninh điều tra đã tiếp nhận tin báo của Ngân hàng MSB về việc phát hiện nhân viên là Bùi Thị Hoài Anh, sinh năm 1984, trú tại tòa N04, chung cư số 390 Nguyễn Văn Cừ, Bồ Đề, Long Biên, là giám đốc chi nhánh ngân hàng MSB Thanh Xuân, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt 165 tỷ đồng. Theo ông Tùng, căn cứ kết quả điều tra ngày 18 tháng 10 năm 2023, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh. Bước đầu xác định bà Anh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng. Hiện nay công an đã áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản để trả cho bị hại. Bước đầu chúng tôi xác định không có đồng phạm và công an đang xác định tiếp. Hiện chưa có bị hại nào đến thông báo ngoài 8 bị hại trên. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin thêm. Trước đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam MSB cho biết vượt qua một số phương tiện truyền thông và mạng xã hội đã lan tỏa thông tin liên quan đến việc khách hàng phản ánh bị mất tiền trong tài khoản mở tại một chi nhánh liên quan về vấn đề này msb thông tin trong quá trình tra soát hoạt động đánh giá cán bộ định kỳ tại các chi nhánh ngân hàng này đã phát hiện có dấu hiệu bất thường liên quan đến một số cán bộ nhân viên với một nhóm khách hàng có quan hệ mật thiết với nhau trước khi tham gia msb msb đã chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để làm rõ trong khi vụ việc một tài khoản tại ngân hàng MSB bị bốc hơi hơn 58 tỷ đồng chưa lắng xuống, thì lại tiếp tục xuất hiện thêm một trường hợp khách hàng phản ánh cũng vô cớ bị rút sạch số tiền 27,7 tỷ đồng. Cụ thể, bà VTKO, trú tại Hà Nội là trường hợp thứ hai phát hiện tài khoản hàng tỷ đồng đã bốc hơi, không còn lại một đồng nào. Bà cho hay, vào tháng 3 năm 2021, bà được cán bộ ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải MSB tư vấn mời mở tài khoản ngân hàng. Đáng chú ý, tài khoản này được mở nhưng do ngân hàng MSB quản lý, để báo cáo số dư cuối ngày và cuối tháng phục vụ cho việc tính chỉ số giá chứng khoán của MSB. Tài khoản không được khách hàng quản lý trên app điện thoại. Tiền gửi của khách hàng có kỳ hạn tham gia 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần. Hết kỳ hạn gửi, khách hàng có nhu cầu rút gốc và lãi hoặc muốn gia hạn thì thông báo trước cho MSB một ngày. Từ ngày 30 tháng 3 năm 2021, Bà O đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản, mỗi lần chuyển tiền đều nhận được giấy xác nhận thông tin tài khoản, số dư tài khoản. Trên giấy xác nhận đều có chữ ký của những người có thẩm quyền là các giám đốc trung tâm khách hàng cá nhân hoặc giám đốc chi nhánh ký và đóng dấu đỏ của ngân hàng MSB. Một trong số những cá nhân đó là ông Nguyễn Minh Hưng, ông Nguyễn Việt Dũng, bà Bùi Thị Hoài Anh, những người từng là giám đốc trung tâm khách hàng cá nhân hoặc giám đốc chi nhánh nên bà hoàn toàn không mảy may nghi ngờ. Sau nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản và một lần rút gốc, số dư tài khoản của bà O đến ngày 5 tháng 10 năm 2023 là 27,7 tỷ đồng, theo xác nhận của ngân hàng. Tuy nhiên, ngày 12 tháng 10 năm 2023, bà O yêu cầu sao kê tài sản từ khi mở thì phát hiện tài khoản chỉ còn số dư 46.328 đồng. Trên bảng sao kê tài khoản, thể hiện rất nhiều giao dịch chuyển rút tiền không phải do bà O yêu cầu thực hiện. Ngoài ra, số dư trên sao kê không đúng với số dư MSB thông báo trên các giấy xác nhận thông tin, tài khoản, số dư tài khoản hoặc email do MSB cung cấp gửi cho bà O tại thời điểm tương ứng. Cả bà NTL, người bị mất số tiền hơn 58 tỷ đồng, và bà O đều cho biết sao kê tài khoản hiển thị rất nhiều các giao dịch chuyển rút tiền không phải do họ yêu cầu thực hiện. Sáng ngày 28 tháng 3, vị luật sư đại diện cho cả hai khách hàng trên đã cung cấp thông tin về việc tài khoản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam MSB bị bốc hơi hàng chục tỷ đồng. Theo vị luật sư, sau khi xảy ra vụ việc, khách hàng đã có buổi làm việc với Ngân hàng MSB, tuy nhiên sự việc vẫn rơi vào bế tắc cho đến hiện nay. Vị luật sư thông tin qua buổi làm việc trao đổi với cán bộ ngân hàng, chúng tôi đều mong sớm được trả lại tiền tuy nhiên sau khi làm việc và ký tên vào biên bản xong chúng tôi đề nghị phía ngân hàng cung cấp cho chúng tôi biên bản làm việc nhưng bị từ chối ngay sau đó chúng tôi đã có một văn bản phản hồi gửi ông lê hùng cường giám đốc điều tra khu vực ông nguyễn văn huy chuyên viên cao cấp điều tra gian lận và bà tăng thị thu hương giám đốc kiểm soát chất lượng dịch vụ của msb để đề nghị phía ngân hàng cung cấp biên bản làm việc mà hai bên đã ký tuy nhiên hiện tại chúng tôi vẫn chưa nhận được biên bản này Do đó mọi nội dung đã trao đổi làm việc đều không có giá trị pháp lý. Lãnh đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước cho biết sẽ kiểm tra vụ khách hàng mất hơn 58 tỷ đồng tại ngân hàng MSB. Theo vị này, trường hợp MSB chưa có báo cáo bằng văn bản thì ngân hàng nhà nước sẽ yêu cầu báo cáo về vụ việc này. Như MSB thông tin trên báo chí rằng vụ việc có yếu tố bất thường, nếu có dấu hiệu lừa đảo thì cơ quan điều tra sẽ điều tra và khởi tố. Theo thông tin phản ánh trước đó, bà NTL sinh năm 1966 ở Hà Nội cho biết đã mở tài khoản tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam MSB từ năm 2021 và đã gửi vào tổng cộng 58 tỷ đồng, số tiền được gửi vào và rút ra nhiều lần trong suốt 2 năm qua. Mỗi lần gửi tiền vào tài khoản mở tại MSB, ngân hàng này đều gửi cho bà giấy xác nhận số dư tài khoản. Lần gần đây nhất là MSB chi nhánh Thanh Xuân gửi bà giấy xác nhận số dư tài khoản. Theo đó, vào thời điểm 10 giờ 8 phút ngày 7 tháng 10 năm 2023, tổng tài khoản đứng tên bà Nguyễn Thị Lân được mở tại MSB là 58,650 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngày 12 tháng 10 năm 2023, bà kiểm tra tài khoản thì thấy số tiền này đã bị bốc hơi, chỉ còn hơn 93.000 đồng. Trên bản sao kê tài khoản thể hiện rất nhiều các giao dịch chuyển rút tiền không phải do bà L yêu cầu thực hiện. Bà NTL bức xúc, tôi vô cùng bàng hoàng vì không thực hiện bất cứ một lệnh chuyển rút tiền nào hay ủy quyền cho ai rút tiền của tôi tại MSB. Vậy tại sao tiền trong tài khoản của tôi lại mất toàn bộ? Trong thông báo từ phía ngân hàng MSB cho biết trong quá trình tra soát hoạt động, đánh giá cán bộ định kỳ tại các chi nhánh, MSB đã phát hiện có dấu hiệu bất thường liên quan đến một số cán bộ nhân viên với một nhóm khách hàng có quan hệ mật thiết với nhau trước khi tham gia MSB và chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để làm rõ. Trong một thông cáo của MSB có nêu, chúng tôi đã thông tin phản hồi đến nhóm khách hàng có liên quan bằng văn bản, trừ các thông tin không được cung cấp cho báo chí do đang trong quá trình điều tra căn cứ theo khoảng 3, điều 38 cung cấp thông tin cho báo chí, mục 2, thông tin trên báo chí, luật báo chí năm 2016. Chúng tôi sẽ tôn trọng kết luận và phán quyết cuối cùng của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Hiện vụ việc được Công an thành phố Hà Nội thụ lý, khởi tố vụ án và đang trong quá trình điều tra. MSB cho biết đã đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong phạm vi được yêu cầu.